Hello, con chào các bác, các cô, các chú. Các bác, các cô, các chú ăn cơm trưa ngày hôm nay cùng với chúng con nha. Caramel và sô-cô-la, xin mời các bác, các cô, các chú ăn cơm ruốc cùng với chúng con. Bữa nay là bữa thứ hai, chúng con ăn cơm ruốc ạ. Ăn cơm ruốc bông, ăn cơm gạo trắng sát dối cùng với cả ruốc bông ạ. Các bác có biết vì sao mà chúng nó chưa ăn không ạ? Vì là cơm nó còn nóng ạ. Đấy, cơm nó còn nóng. Cho đó là chúng cháu còn phải canh chừng để cho nó nguội đã. Sô-cô-la thích ăn lắm. Ăn cơm đi ạ. Chúng cháu ăn cơm đây. Đây là cách duy nhất và lâu lắm rồi chúng cháu mới ăn cơm. Hàng bao nhiêu tháng nay bây giờ mới ăn cơm ạ. Và từ trước đến nay rồi các bé sô cô la caramel thậm chí cả bé sữa chưa bao giờ ăn một hộp cơm nào. Hôm nay là lần đầu tiên các cháu ăn cơm đi ạ. Và với cách là ăn cơm trắng với cả ruốc thì sẽ có thể dụ dỗ các bé ăn cơm ạ. Còn bình thường ra là các bé toàn ăn thức ăn thôi. Bây giờ như thế này á, ăn thì ăn thêm cơm vào để đỡ tốn tiền của mẹ cháu. Nhỉ, không thì làm sao mà nuôi được? Làm sao mà nuôi được? Cứ ăn ăn toàn thịt làm sao nuôi được? Đấy, con sô cô la nó con caramel nó đi ra ngoài đây các bác ạ. Caramel. Con ăn cơm không? Caramel muốn nói điều gì với mẹ nào? Hả? Con muốn nói điều gì với mẹ? Ta đều là lấy thêm ruốc hay là sao? Hay là mẹ ơi, em ăn của con rồi. À, em ăn của con rồi thì con nhang cùng. Sao phải là phải 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 một hai đĩa khác nhau cơ á? Em ăn. Em sô cô la đây à, sô cô la đây các bác ơi. Cháu ăn cơm. Cho ăn cơm mấy ruốc bông à. Ngon lắm. Bé út đấy, bé út đấy, bé út của nhà cháu đấy. Bé út đấy, ăn năn cũng bị mẹ trêu nhỉ. Thôi nha, chị caramel không ăn thì thôi nha, em ăn hết đây. Caramel bảo đừng hòng. Chị đi ra ngoài kia cho đỡ nguội, cho nó đỡ nóng tí thôi. Chị đã quay trở lại rồi. Đừng có hòng mà được ăn của mình một đĩa nha. Nhỉ. Bây giờ mẹ cháu cũng tranh thủ lấy một bát mẹ cháu ăn đây. Mẹ cháu cũng lấy tranh thủ một bát mẹ cháu ăn đây. Cơm ngon như thế này mà không ăn. Đây lấy cái bát này là bát ăn cháo, vừa mới ăn cháo gạo lứt. Thì sẽ lấy để ăn. Đây cơm gạo trắng nó rất là ngon các bác ạ. Thôi, mẹ cũng lấy cơm đi thôi mà. Có gì đâu con, có món khác đâu. Làm gì có món nào khác. Xuống đi con. Cơm trắng mà. Nhường cho hết cho em xong rồi bây giờ lại ra đây tranh tranh bát của mẹ. Đó. Đây. Cháu lấy bát cơm trắng ở đây ăn hộp với hộp ruốc đây, hộp ruốc đây. Hai hộp ruốc làm hôm qua đây ạ. Hai hộp ruốc bông. Em ăn hết rồi kia kìa, không chị không ra ăn đi, em ăn hết đấy. Xong đến lúc em ăn hết thì đừng có kêu nhá. Phải lấy cái thìa nó mà khô để giúp xúc xúc lấy cái thìa khô để xúc xúc có cái thìa khô không nhỉ?
Xem nào, còn cái thìa con nào không? Đây. Đây, thìa nhỏ đây, xúc ruốc bông. Ăn ngon lắm các bác ơi. Thìa cơm. Gạo này cũng ngon ạ. Gạo này cũng ngon lắm. Đấy. Lúc bông nhỏ này, lúc bông nhỏ này làm dễ nhờ cửa hàng thịt họ xay cho làm về, chỉ việc đảo xong rồi xay bằng xay lại một lần bằng bằng gì nhỉ, máy sinh tố là ok. Xin mời các bác, các cô, các chú ăn cơm nhé. Ăn cơm ruốc bông cùng với nhà cháu nhé. Ăn bằng thiếu ăn cá. Cho nó to này. Có bé sô cô la vẫn đang xoay sưa ăn. Đấy, cô ăn ăn say sưa. Còn bé caramel cứ rình rập ở đây, tưởng mẹ ăn cái gì khác, cứ rình rập ở đây. Đấy, nó cứ rình rập đấy bác ạ. Nấp nó rồi, nấp nó rồi, tưởng mẹ ăn cái gì khác, hay là nhường em, không muốn nhanh của em, hai chị em ăn một bát là đúng rồi, mẹ để mẹ đỡ phải rửa nhiều. Ăn không ăn sạch như chùi như sáng nay là mẹ không yêu không? Đau mắt hả con? Nhỏ mắt mẹ nhỏ nước mắt thôi nhá. Rồi, chào các bác cô chú nhá. Rồi, các bác cô chú ăn cơm trưa với nhà cháu. Ăn cơm trưa để mẹ cháu lại uống thuốc lần hai.